phòng dịch có thể làm thủ tục xin bồi thường trong vòng 2 năm. Chỉ cần phù hợp với điều kiện bồi thường, nhất định sẽ có thể lấy được tiền bồi thường. Người dân có thể không cần phải vội đi lấy chứng nhận liên quan. Xin hãy để dành tài nguyên của đơn vị y tế cho những người bệnh có nhu cầu khám bệnh khẩn cấp. Tôi là chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính Huỳnh Thiên Mục. Rất nhiều người dân đã mua bảo hiểm phòng dịch. Mọi người đều lo lắng rằng quyền lợi bị ảnh hưởng. Nhưng căn cứ theo luật bảo hiểm quy định, bảo hiểm phòng dịch từ ngày bị xác nhận nhiễm bệnh hoặc ngày cách ly trong vòng 2 năm đều có hiệu lực. Không cần phải vội đi xin chứng nhận nhiễm bệnh hoặc cách ly. Hãy để dành tài nguyên y tế cho người bệnh có nhu cầu cần đi điều trị khẩn cấp. Chính phủ sẽ nghiêm khắc yêu cầu các công ty bảo hiểm phải bồi thường theo hợp đồng. Đảm bảo để người dân phù hợp với điều kiện bồi thường, nhất định sẽ lấy được tiền bồi thường.